Xin chào các bạn, mình là Diêm Hạnh. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bản tin y tế. Các bạn ơi, mùa dịch Covid rất căng thẳng và rất nhiều người đã bị lây. Phải làm sao để phòng chống dịch Covid-19? Các bạn hãy dùng biện pháp 5K. 1. Khai báo y tế. 2. Khẩu trang. 3. Rửa tay. 4. Không tụ tập đông người. Và 5. Khai báo y tế. Nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, các bạn hãy gọi ngay cho y tế nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.